Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cái máy gặt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cái này nó đến từ thương hiệu của Tanaka và nó có cái tên riêng là CB2500S nha các bạn. Cây Tanaka 2500S này nó có cái nòng là 34 ly nha. 34 ly các bạn. Nó có một cái chụp giật trợ lực ha, giật rất là nhẹ nhàng. Nắp xăng ở đây là nó nắp xăng có lỗ thông hơi mà rất là đỉnh luôn, rất là đỉnh luôn. Ha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Tỷ lệ khuyến cáo của mình tối thiểu là phải 50cc trên lít nha các bạn, 50cc nhớt trên lít. Từ đó trở lên nha, tối thiểu là 50cc trên lít. Nó chạy một cái chế quạt khí tự động nha các bạn, chế quạt khí gàng ngang. Chế quạt khí tự động và nó lại có cái e gió tự động nữa các bạn. Này, e gió tự động này ha, các bạn đóng vậy là đóng e nha, hướng lên trên là đóng e, các bạn lên ga là tự động nó bật chạy xuống, hoặc là mình lấy tay mình gạt cũng được. Cái này là e gió đỏ ha, e gió tự động đặc biệt của dòng Tanaka này ha. Bình zin nha các bạn, zin tất cả, zin tất tần tật hết các bạn. Con này zin nguyên bản hết ha, Tanaka xài rất là sướng tay ha các bạn. Tầm làm vườn của mình rất là vừa tay, nòng 34 ly. Nó đánh cước cũng tạm ổn nha các bạn, đánh cước cũng tạm ổn, 34 ly à. Các bạn biết là đánh cước cũng tạm ổn, máy rất đẹp, rất là chất lượng luôn ha. Công tắc nó bố trí đây ha, công tắc nhật nha, zin của nó đó, dây đeo, tay nắm này ha, tay ga này, dây ga này, ga zin của nó luôn, cụm nó đây ha, tay nắm phía trái nè, rất là đẹp luôn ha, tay nắm phía phải nè, nó nhìn rất là mỹ miều luôn, cần láp, cực chắc luôn, tì 7 ly 7 khía ha, ống áp 24 ha, Tanaka. Power Master chẳng cỏ nó đây, rất là đẹp luôn ha, zin nó đó các bạn, zin nguyên bản của nó, củi nó nè, củi nó thoát trong zin cỏ ha, trong zin cỏ. Các bạn nhìn thấy nhựa gì các bạn đừng có xem thường nữa nha, nhựa này nó dẻo dai tới mức nếu mà các bạn gắn mà nó ép sát cái dao ha là nó mòn cái dao luôn, chứ đừng có nói thế nó mòn nhựa nha. Nhựa tổng hợp của Nhật dữ dằn lắm, không bể không gãy gì nổi nó đâu ha, nên các bạn tưởng đâu nhựa nó thua sắt chứ. Bạn có nghe nhu thăng cương không, cứng như thép thì nó lại mau mòn hơn nhôm ha. Nhôm nó dám làm cái dên bằng nhôm á, những cái máy động cơ 4 thì mã lực vừa vừa đó, cỡ khoảng 6.5 5.5 rồi đó, nó làm dám làm cái nhôm bằng cái dên nó bằng nhôm mà không có miếng lót nha các bạn, không có miếng lót gì đó mà nó còn bền, cái thép mòn mà nhôm nó không mòn, thì nhôm nó dẻo dai vậy đó. Nhiều khi nhựa tổng hợp nó cũng dẻo dai vậy đó các bạn, nó đụng vô thép là thép mòn chứ nó không mòn. Đây, tổng thể cái máy ha. Rồi, mình nổ thử cho các bạn xem nha, rất là nhảy nổ luôn, chụp giật trợ lực nha các bạn. Đầu tiên thì máy động cơ 2 thì bình xăng dưới này là đầu tiên các bạn phải bơm xăng nha, bơm xăng và đóng e, các bạn giật lên nó sặc một tiếng hoặc nó nổ bịch 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 một tiếng thì các bạn kéo e xuống, các bạn giật phát thứ hai là nó nổ ha. Còn nếu nó chưa lên xăng thì nó không có sạc được các bạn. Nó lên xăng rồi là nó mới sạc được một cái. Mà sạc được cái gì mình đóng e đó, nó thiếu gió quá nó không có chạy được đó. Do nó mình mở e. Mở e cái là mình giật tiếp nó sẽ nổ nha. Còn trường hợp các bạn mà đóng e lâu quá các bạn nghe không nghe nó sạc lên, mà các bạn đóng e lâu quá thì nó lên quá nhiều xăng ha. Lúc đó là các bạn phải lên hết ga, đừng đóng e ha, mở e ra.
các bạn lên hết ga mà các bạn giật vài phát nó khô xăng là nó nổ ha, không cần phải tháo ghi ha. Nó sục xăng với cái mức độ nhẹ là nó không cần phải mở ghi các bạn. Sục xăng là ở tiếng Bắc ha, tiếng Nam mình là gọi là ngộp xăng đó, xăng lên quá nhiều nó ngộp nó nổ không được. Thì lúc đó các bạn phải lên ga thật lớn và mở e ra ha. Thì các bạn giật vài phát và nó khô từ từ nó sẽ nổ ha. Rồi còn bình thường nếu mà các bạn đóng e vừa phải thì nó không có bị sục xăng các bạn. Đóng e các bạn vừa nghe tiếng nó sặc lên một tiếng là các bạn mở e ra là nó nổ ha. Còn nếu mà nó sặc mà các bạn không cảm giác biết được là nó lên xăng nhiều đó, là nó dễ bị sục xăng ha. Rồi cách sử dụng nó vậy. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem ha. Ồ, chát luôn ha. Giật nè các bạn, mới tin luôn, trợ lực ha. Rồi, phụ nữ rất là thích hợp ha. Cứ đè, nắm kéo là nó nổ, không cần phải lấy chớn nha. Kéo ra là nó nổ. Nó rất là thích hợp với phụ nữ luôn. Những người lớn tuổi ha, giật trợ lực nó rất là nhẹ giật luôn. Giật giật này á, nó trợ lực mà loại dây cót dẹp nha các bạn, dây cót dẹp chứ không phải dây cót tròn. Dây cót tròn thì nó trợ lực nó ít nhưng mà nó cũng dễ giật vậy, nhưng mà nó không dễ bằng cái dây cót dẹp ha. Cái thường các bạn nhìn thấy cái giật giật mà nó to thì nó là thiết kế dây cót dẹp. Thường trợ lực mà thiết kế nó nhỏ là dây cót tròn nha. Dây cót tròn thì nó trợ lực được một đoạn ngắn thôi, nhưng mà nó cũng rất là dễ nổ. Trợ lực để làm gì? Để mình kéo lên là cái lò xo đó nó từ từ nó đưa lên, nó đẩy cái bê tông lên đó, nó giảm áp bớt, cho nên tới vòng thứ hai là nó nổ ha. Nó giảm áp vòng đầu ha, nó giảm áp vòng đầu, tới vòng thứ hai là nó có cái chấn dục đó là nó nổ liền. Cho nên cái trợ lực không phải là gì, là nó lúc nào mình nắm dây giật kéo lên là bắt đầu nó tác dụng rồi. Nó tác dụng nó đẩy cái bịch lông tông lên từ từ nhẹ, chứ không phải như là bất chợt như mình giật không có trợ lực ha. Cái này nó đẩy lên từ từ, cái nó giảm áp bớt, cái là nó qua vòng sau nó giật một, nó đi ngọt một cái là nó nổ. Nó trợ lực nó hay vậy đó các bạn. Rồi để mình nổ lại rồi mình lên ga lớn cho các bạn xem nha. Rất là đơn giản nha. Rồi. Nắm dây kéo là nổ rồi các bạn. Xem ạ. Bên tông nó nồng nó phát luôn. Cái loại chế hòa khí tự động là nó các bạn cắt nó sướng lắm, nó lên ga rất là dữ luôn, nó bốc dữ lắm các bạn, ngon. Nó bẻ hơn cái chế hòa khí mà mình chỉnh kim nha. Chỉnh kim nhiều khi mình ép xăng quá nó không có được mạnh đâu ha. Còn chế hòa khí tự động thì nó rất là mạnh ha. Quay tích luôn nè, rất là trơn luôn đó ha, rất là chậm ngừng luôn, quá trơn luôn ha. Cái này nó trơn vậy nó được lợi thế là nó ít ăn xăng đó các bạn. Mình chạy nhỏ nhỏ nó cũng đứt cỏ nữa ha. Rồi mình tắt nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ Tanaka 2500X đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha.
Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.